mời các em về chỗ. Tiếp theo xin chúc mừng và mời lên trên các em đạt danh hiệu xuất sắc và vượt trội của lớp 3C. Cô mời các em có tên sau lên trên: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Đặng Gia Bảo, Lê Công Tuấn Kiệt, Lê Nguyễn Doanh Doanh, Nguyễn Trí Dũng, Nguyễn Phạm Như Đan, Phan Vũ Đình Hoàng, Trần Quang Gia Hưng, Trương Ngọc Khánh, Phạm Đăng Khoa, Nguyễn Văn Nga, Trần Nguyễn Kim Ngân, Lê Kim Bảo Ngọc, Võ Trọng Nguyên, Ngô Khánh Thư, Trần Hoàng Bảo Thi, Phạm Ngọc Thủy Tiên, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Ngọc Minh Thư, Võ Bảo Ngọc, Linh Gia, Trần Nguyễn Ái Ni, Phạm Hà My, Nguyễn Phương Y, Mã Hân Thịnh, Phạm Ngọc Bảo Tiên, Nguyễn Trần Khánh Ngọc, Vũ Nguyễn Yến Nhi, Lê Vi, Ngô Gia Phúc, Ngô Đình Phong, Lê Hòa Nguyễn, Trương Tấn Sang, Ca Sơn Thiên Bảo và Phạm Nguyễn Đình Anh. Xin trân trọng kính mời cô Trần Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Lê An, cán bộ phường Thắng Lợi. Xin trân trọng kính mời ông Phạm Quang Ánh, Phó Ban đại diện cho mẹ học sinh và giáo viên chủ nhiệm lớp 3C lên trang phần thưởng cho các em. Mấy bạn trên này đứng dọn cho này. Hả? Bà đang quay mà. Xin cảm ơn và chúc mừng các em học sinh lớp 3D. Xin mời các em về chỗ. Tiếp theo xin chúc mừng và mời lên trên các em đạt danh hiệu xuất sắc và vượt trội của lớp 3D. Cô mời những em có tên sau lên trên: Lê Khánh An, Lê Gia Bảo, Nguyễn Lê Minh Châu, Bùi Giang Chi, Nguyễn Ngọc Nam Chi, Mai Võ Anh Duyên, Lâm Pha Hải Hà, Lê Khánh Hà, Hoàng Minh Huy, Lâm Thị Khánh Ly, Lê Nguyễn Hà My, Ngô Nguyễn Kiều My, Lê Thị Trà My, Đào Thị Thanh Ngọc, Trần Khôi Nguyên, Nguyễn Thanh Phát, Phạm Hoàng Tân, Dương Thùy Trang, Bùi Ngọc Nhã Thư, Nguyễn Thịnh, Đinh Ngọc Hải Yến, Trần Lý Nguyên Nhi, Vũ Tấn Phước, Vũ Đức Trí, Phan Đức Huy, Nguyễn Đức Đại, Võ Phạm Ngọc Linh, đã. Nguyễn Xuân Y, Đinh Hảo đã. Phương, Trường Linh Gia Bảo, Vũ Trường Phước, Nguyễn Đắc Tài và Huỳnh Thị Thảo Nhi. Xin trân trọng kính mời ông Dương Trung Thanh Tuấn, Phó Ban đại diện cha mẹ học sinh. Xin trân trọng kính mời đại diện công ty Công